Tết này có nên trở lại như Tết xưa, hay cùng bước tới một tương lai mới, đón năm mới trong sự vừa đủ, nâng niu những gì mình đang có, giữ trang phục sáng mới như ngày đầu, và tìm niềm vui nơi tổ ấm thân quen. Cùng Electrolux hướng tới một cuộc sống bền vững hơn. Nhận ngay lì xì tổng trị giá 10 tỷ đồng khi mua sản phẩm Electrolux.